Thưa quý vị, dù có các góc nhìn khác nhau, những băn khoăn lo ngại nào đó, nhưng rõ ràng rằng người dân vẫn rất tin tưởng và trông chờ vào công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, chống tiêu cực của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Bộ Công an và các cơ quan tố tụng. Việc phòng chống tham nhũng và các vụ đại án nó cũng bộc lộ ra một khía cạnh rất quan trọng về mặt kinh tế. Hôm nay chúng tôi nói về vấn đề đó. Đó là những dự án lớn nhỏ đều rơi vào tay gian thương. Thay vì là các nhà thầu có năng lực thật sự, có tâm huyết, thì đất nước làm sao phát triển đây, thưa các anh chị? Từ những dự án rất nhỏ như cái cây ngoái mũi, cái test xét nghiệm, cho đến các công trình như là trụ sở, cơ quan nhà nước, trường học, một ngôi chợ quê nào đó, cho đến các công trình trọng điểm quốc gia, cầu đường, đều rơi vào tay gian thương. Thì làm sao đất nước phát triển đây, thưa các anh chị? Mafia Việt Nam đã phát triển đến mức độ lũng đoạn nhà nước, thì buộc chính phủ phải có hành động đáp trả đặc biệt, chứ những biện pháp như tố tụng hình sự hiện nay và theo điều lệ đảng thì có vẻ rất vất vả, thưa anh chị, và đang bị chống trả quyết liệt bởi các nhóm lợi ích sân sau và những kẻ quan tham chưa bị lộ. Chúng tôi nói chuyện nhỏ nhất như là cái ngoái mũi, cái test Việt Á. Chúng ta biết rằng trong thời gian chống dịch Covid-19, những doanh nghiệp, rất nhiều doanh nghiệp đã thể hiện tinh thần và trách nhiệm xã hội như thế nào. Chúng ta thấy rằng, ví dụ như là ông Copmark, ông thấy ông Bách Watson, ông Masan đã đảm bảo an ninh lương thực như thế nào. An ninh lương thực trong thiên tai dịch bệnh là rất quan trọng, thưa anh chị, đã đảm bảo nguồn hàng cung ứng như thế nào, cung ứng cho các bệnh viện dã chiến, cho các trung tâm phòng chống dịch bệnh, cho lực lượng tuyến đầu và cho toàn dân nữa. Như thế là rất đáng khen ngợi, phải không? Nhiều doanh nghiệp như Vingroup, Sun Group, Thatco và Vinamilk, Tây Hát, nhân dân chúng tôi kể không hết, đã đóng góp rất nhiều cho công cuộc phòng chống dịch bệnh, như là cơ sở để làm bệnh viện dã chiến, những phương tiện thiết bị y tế khoa học và những công trình nghiên cứu về mặt khoa học cơ bản, nhân dân. Hoặc là Sơn Kim Lam thì chúng ta thấy rằng có nghiên cứu về nano vaccine, nhân dân, và nhân dân rất nhiều, rất nhiều. Nhưng và họ cũng đã đóng góp cùng với toàn dân rất nhiều tiền nữa. Thế nhưng nếu mà đấu thầu một cách công khai thì chưa chắc gì họ đã trúng những gói thầu trong cơn dịch bệnh đó, mà là phải là Việt Á và Quốc Việt trúng thầu. Bởi vì sao? Bởi vì đó là một tên gian thương. Chính thưa các anh chị, cấu kết với Ban Tham, cấu kết Ban Tham, và Ban Tham ở đây là ai? Đó là Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và cả một ekip từ trên xuống dưới. Từ cái ngoái mũi xíu thôi và bộ kit test nhỏ xíu thôi, nhưng có ai cạnh tranh qua Phan Quốc Việt được hay không? Bởi lẽ Phan Quốc Việt đã dùng tiền và lũng đoạn toàn bộ bộ máy chính phủ có liên quan trong ngành nghề đó, bắt đầu từ ông bác sĩ số 01 là ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, các thứ trưởng có liên quan và hàng loạt các CDC, các cơ quan phòng chống dịch bệnh ở địa phương, một số bệnh viện lớn nữa. Thì thấy còn gì nữa, thưa các chị, lũng đoạn gì nữa? Và ở đây nếu có những nhà thầu chân chính, những nhà khoa học chân chính nào muốn chen chân vào thì làm sao chen chân được, phải không? Với tầng tầng lớp lớp mafia như thế bị gạt ra ngay từ dòng dõi xe. Rồi, chiến bài giải cứu là một chủ trương rất nhân đạo của nhà nước chúng ta, nhà nước chúng ta. Nhưng nó biến thành chiến bài combo và có luật lá hẳn hồi, luật rừng, luật của quan tham. Đó là khi một doanh nghiệp mà xin đem 6 cái hũ cốt của người Việt bị chết vì Covid-19 trở về quê hương thì không được lên. Hỏi một cán bộ nói rằng chị chưa làm theo luật. Luật cảm ơn, hỏi cảm ơn là như thế nào? Đưa tiền, bao nhiêu tiền? 6 bộ ban ngành nhận tiền giống nhau, chị hỏi người ta đưa người ta bao nhiêu, đưa chúng tôi bao nhiêu. Và doanh nghiệp rồi về nhà cầm cái nhà và làm đúng vậy, và đưa lên một cách rất là dễ dàng, rất dễ dàng. Và mafia chiến bài giải cứu rất đơn giản thôi, lũng đoạn Bộ Ngoại giao đến mức như thế nào
bao nhiêu người đi tù rồi, đến cả cấp thứ trưởng, rồi cục trưởng, cục lãnh sự nhân dân và nhân dân, rồi hàng loạt đại sứ quán ở các nước, lãnh sự quán ở các nước đều đi tù. Thế chưa đáng kinh hay sao? Chưa gọi là lũng đoạn chính phủ hay sao? Đó là mafia lũng đoạn nhà nước, rất rõ ràng như vậy. Đó là chúng tôi nói những chuyện rất nhỏ nhặt, cái ngoái mũi, cái tép và những công tác mang tính nhân đạo đến những công trình khác, như là những ngôi chợ, những công trình phúc lợi, trạm y tế, cầu đường, những công trình trọng điểm quốc gia. Nó còn kinh khủng hơn, không có chỗ. Thưa các chị, không có chỗ cho những doanh nghiệp lành mạnh. Ông Sơn Hải tốt như thế, đảm bảo bảo hành đường 10 năm, nhưng mà có trúng thầu được đâu. Làm sao mà cạnh tranh nổi với Phúc Sơn của Hậu Pháo và Thuận An? Phúc Sơn là gì thưa các chị? Một ông chân dịch, ông Nguyễn Văn Hậu chân dịch, và có tập nó dốc một tấc lên trời, học mới đến lớp 7, phó giám đốc của ông ta học đến lớp 4. Nhưng mà một cái công ty như thế, xuất phát điểm như thế, lớn như Thánh Giống, như Phù Đổng, trúng rất nhiều gói thầu lớn ở Vĩnh Phúc và ở Quảng Ngãi. Cuối cùng thì sao? Nguyên tắc của nó, hệ thống vận động của nó, hệ thống thành công trúng thầu của nó là gì? Đó là mafia. Mafia ở đây, Nguyễn Văn Hậu cấu kết với ai? Với trưởng ban phòng chống tham nhũng tỉnh Vĩnh Phúc, bà Hoàng Thị Thúy Lan, ủy viên Trung ương Đảng, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội. Lễ Dê Duy Thành, chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc. Một nhà thầu mafia như thế ở Vĩnh Phúc, ai mà làm lại? Thưa các anh chị, và không chỉ là Vĩnh Phúc. Nguyễn Văn Hậu tức Hậu Dịch, trình độ lớp 7, phó giám đốc trình độ lớp 4, lấn sân sang một tỉnh khác, tỉnh Quảng Ngãi. Tỉnh Quảng Ngãi trúng thầu những gói thầu lớn nhất Quảng Ngãi, và góp phần đưa Đặng Văn Minh, chủ tịch tỉnh đương nhiệm, vào tù. Lê Viết Chữ, cựu bí thư, vào tù. Cao Khoa, cựu bí thư, vào tù cả hơn 10 năm, 20 năm. Một quá trình kéo dài như thế, rất nhiều đời chủ tịch đều là tay trong, đều là tay mắt, đều là cánh tay nối dài của Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo. Một người học đến lớp 7 thôi mà phát triển thành một tổ chức mafia lũng đoạn nhà nước ở hai địa phương Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi, thì chúng ta thấy rằng đáng sợ như thế nào, đáng sợ như thế nào. Hoặc mới đây là tập đoàn Thuận An của ông Nguyễn Duy Hưng, bên kia là Hậu Pháo thôi, là một quả pháo thôi, một nòng pháo thôi, kìa nòng pháo dương lên trời cao thôi, còn bên đây là Hậu Rocket, tên lửa hành trình, chẳng biết bao nhiêu ngôi sao chính trị rơi rụng nữa. Công ty Thuận An, công ty Thuận An, một công ty rất nhỏ bé ở Bắc Giang, đã vươn lên thành nhà thầu hàng đầu toàn quốc, trúng thầu những gói thầu rất lớn, trên 20.000 tỷ, trên 20.000 tỷ, trên 20.000 tỷ, khắp đất nước hết, khắp đất nước hết. Hoặc là đứng tên riêng, hoặc là đứng tên liên danh, nhưng thật ra cũng là do Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Duy Hưng điều khiển cả. Và tại chiều muộn hôm qua thì Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, đã nói rằng Nguyễn Duy Hưng, Thuận An, Nguyễn Văn Hậu, Phúc Sơn và kể cả những bị can trong vụ án Sài Gòn Đại Ninh đã khai báo rất thành khẩn, và do đó bị can mới nhất trong việc mafia dự án, mafia gói thầu là bí thư Bắc Giang ông Thái đã bị bắt. Và thủ tục bắt ông Thái rất rườm rà, chứ không phải như những người trước được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn. Trước đó là Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Viện trưởng đề nghị dân dân, và dân dân hàng hàng lớp lớp che chắn như thế cho những tên quan tham như thế. Theo luật chúng ta không nói gì cả, nhưng ý của chúng tôi ở đây là mafia Việt Nam đã phát triển đến một trình độ lũng đoạn chính phủ, lũng đoạn nhà nước. Chúng ta đã dẫn chứng rồi, nhỏ như cái tết, như các ngoái mũi Việt Á, nhân đạo như chuyến bay chạy cứu, hay là những công trình trọng điểm quốc gia, công trình phúc lợi xã hội, thì có Phúc Sơn, có Thuận An lớn như Thánh Giống lũng đoạn nhà nước như thế nào, và đứng đầu bảo vệ những người này là ai? Ở Vĩnh Phúc là trưởng ban phòng chống tiêu cực tham nhũng Vĩnh Phúc, bí thư tỉnh Vĩnh Phúc. Ở Bắc Giang là trưởng ban phòng chống tham nhũng tỉnh Bắc Giang, bí thư tỉnh ủy Bắc Giang. Thế thì còn chống cái gì được nữa thưa các chị?
Vậy thì còn chỗ ở đâu cho những nhà thầu đàng hoàng, nhà thầu chân chính? Như vậy thì đất nước làm sao phát triển được khi mà những công trình từ rất nhỏ bé, cái ngoái mũi, cái tét, cho đến công trình trọng điểm quốc gia đều rơi vào tay cánh hậu, nhóm lợi ích, những nhà thầu mafia, thì đất nước làm sao phát triển được đây, thưa các anh chị? Thưa các anh chị, khi đoàn đại biểu quốc hội tiếp xúc với cử tri Đà Nẵng, cử tri Đà Nẵng đã đề nghị như thế này: công cuộc phòng chống tham nhũng rất được hoan nghênh, nhưng đã bắt đầu có dấu hiệu vất vả rồi, thế thì cần phải có những biện pháp mạnh hơn, như là tịch thu tài sản của quan tham, tịch thu tài sản của gian thương. Và chúng tôi rất đồng ý như vậy. Trong một tình huống đặc biệt, phải áp dụng, nhà nước phải áp dụng những biện pháp đặc biệt. Tất cả các thể chế trên thế giới đều làm như vậy, thưa các anh chị. Khi mà gian thương và các quan tham đặt lợi ích đất nước này vào trong cái bóp, cái ví bọn chúng, thì chính phủ cần phải có những sắc lệnh đặc biệt, như là tịch thu tài sản, tịch thu tài sản, cấm 3 đời không được tham gia công việc nhà nước, và đồng thời khôi phục lại thủ tục tố tụng hình sự, xét xử sơ thẩm, đồng thời trung thẩm, thi hành án ngay. Chúng tôi nghĩ rằng, người dân nghĩ rằng, cá nhân tôi nghĩ rằng, chỉ có những biện pháp cực mạnh như thế mới phù hợp với tình hình chống tham nhũng và tiêu cực, và mới làm cho đất nước phát triển. Rất mong các anh chị để lại ý kiến của mình về vấn đề này. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.